kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin mất mặt quá Đinh Văn Nơi, né cá mập vớt cá lòng tong thì còn gì gọi là nơi nữa. Mới đây, ông Phạm Minh Chính triển khai dự án quy hoạch tỉnh Quảng Ninh. Đây là một cơn mưa rào sau thời gian hạn hán đối với các sân sau của ông Phạm Minh Chính ở đây. Ngay từ Quảng Ninh, nhiều cựu quan chức đã bị bắt, trong đó có ông Phạm Hồng Hà, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long. Thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Phạm Hồng Hà được giao chức phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thành phố Hạ Long và kiêm trưởng ban quản lý vịnh Hạ Long. Thông tin từ bên trong cho biết, ông Phạm Hồng Hà là mẫu người đút lót lộ liễu, để lại được giao những chức vụ béo bở. Tài sản của ông Hà đã khiến không ít người choáng ngợp khi ông này bị bắt vào tháng 5 năm 2022. Tuy nhiên, ông Phạm Hồng Hà đã hối lộ ai để có được chức vụ thì tạm thời người ta vẫn chưa đưa thông tin cho biết. Đây là hình ảnh ông Đinh Văn Nơi, thiếu tướng, giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh. Ở Quảng Ninh đang có hai vụ án trọng điểm. Vụ án IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu bất thường gói thầu cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh và vụ án ông Phạm Hồng Hà sai phạm khi còn đương chức. Cả hai người này đều dính đến những đồng tiền đút lót từ những năm 2011 cho đến 2015. Không biết với vai trò tiên phong về Quảng Ninh, ông Đinh Văn Nơi có dám làm lớn vụ này hay không, có trung thành với câu nói rằng tôi lựa ai quen, biết lớn là tôi bắt trước hay không? Có thể nói, việc ông Tô Lâm đưa Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh cũng khiến nhiều người phải run, bởi rất nhiều tiêu cực của các quan chức lẫn các sân sau đang đợi người ta moi móc. Tuy nhiên, việc ông Phạm Minh Chính từ Trung ương mà chăm sóc Quảng Ninh như vai trò của người đứng đầu tỉnh thì cũng đã tạo ra chỗ dựa cho không ít người. Ông Đinh Văn Nơi đã được ông Tô Lâm tạo mọi điều kiện, về tỉnh giàu, được thăng hàm tướng, được vào tỉnh ủy viên, được sự hỗ trợ tối đa từ Bộ Công an. Vậy thì còn chân chi gì nữa mà không hành động đây? Nếu đưa chỉ để bắt những tên đầu trộm đuôi cướp ở Quảng Ninh thì ông Tô Lâm cần gì đến ông Nơi ra đến đây? Nhiệm vụ của ông Nơi là nhiệm vụ lớn hơn rất nhiều. Nhiệm vụ của ông là nhắm vào giới chức có quyền hay những tay trùm dựa hơi quyền lực của nhà nước mà xúc đi. Đây là hình ảnh ông Đinh Văn Nơi đang bắt cá lòng tong. Vào ngày 15 tháng 2, phía công an tỉnh Quảng Ninh cho biết những người đăng chia sẻ bình luận thông tin sai sự thật về thiếu tướng Đinh Văn Nơi ở các tỉnh thành sẽ được triệu tập trong thời gian tới. Người nào sai phạm ở đâu sẽ bị xử lý tới đó. Được biết, ông Đinh Văn Nơi với tay đến Hà Nội để triệt người được cho là đã nói xấu ông. Người đó có tên viết tắt là TMT, sinh năm 1976, sống tại Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Có người đánh giá hành động này của ông Đinh Văn Nơi là rảnh rỗi sinh nông nổi. Ý người này là ông Đinh Văn Nơi đang không có chuyện gì để làm, nên đi bắt những con cá lòng tong là những người phát ngôn trên mạng. Nếu ông Đinh Văn Nơi có việc lớn để làm thì thời gian đâu ông quan tâm đến những chuyện còn con như thế. Hầu hết những quan chức mà chịu không nổi lời đàm tiếu của xã hội thì rơi vào một trong hai loại. Hoặc là có tật thì giật mình, hoặc là hạng tiểu nhân ưa hóng chuyện, ai nói xấu về mình thì đến để trả thù. Ông Đinh Văn Nơi vốn được nhiều người đánh giá cao với câu nói y muốn tóm cá mập hơn vớt cá lòng tong kia mà. Ông nói rằng tôi lựa ai quen biết lớn tôi bắt trước là ngụ ý muốn tóm cá mập lấy tiếng. Đây là hình ảnh ắt ông Tô Lâm không muốn ăn cá lòng tong của Đinh Văn Nơi mà ông muốn bắt cá mập. Không biết ông Tô Lâm thúc ông Nơi như thế nào, chứ hành động vớt cá lòng tong như thế cho thấy ông Đinh Văn Nơi như muốn lánh nặng tìm nhẹ. Đất Quảng Ninh là đất có rất nhiều cá mập lộng hành. Cá mập ở Quảng Ninh nhiều hơn An Giang rất nhiều. Với chức vụ mới, với quân hàm thiếu tướng khi còn rất trẻ là một sự ưu ái của ông bộ trưởng. Vậy mà chỉ đi vớt cá lòng tong thì quả thật là uổng phí. Ông Nơi liệu có tiếp tục làm dũng tướng được nữa hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin mất mặt quá Đinh Văn Nơi, né cá mập vớt cá lòng tong thì còn gì là ông Nơi nữa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin lò đốt đô VinFast đói củi, vượng Vin khóa két, ngày tàn của VinFast sắp đến phải không? Lâu nay dân gian vẫn chuyển miệng câu nói nổi tiếng của cố Tổng thống Việt Nam Cộng hòa rằng đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Ở trong những bản tin trước đây, tờ Thời báo chấm đề có phân tích rằng Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng là bản sao của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế. Nó cũng độc tài, cũng thao túng truyền thông, cũng dùng công an để bịt miệng lời nói ngay thẳng, vân vân. Vì thế, Thời báo chấm đề lâu nay vẫn theo sát hơi thở của Vingroup và phản ánh mặt trái của nó nhằm hạn chế thiệt hại cho nhà đầu tư và người tiêu dùng. Đây là hình ảnh VinFast trấn an nhà đầu tư. Trong tình thế khó khăn trăm bề trên đất Mỹ, VinFast phải cắt giảm nhân sự và hạn chế việc đốt tiền. Đốt từ năm 2017 cho đến nay mà chưa có đồng lời nào, đốt đã bay 4,7 tỷ đô la mà VinFast vẫn chưa sinh lời. Không biết ông Phạm Nhật Vượng sẽ kiếm đâu ra tiền để cho VinFast đốt tiếp đây. Đó là câu hỏi được đặt ra và câu trả lời là ông Phạm Nhật Vượng chỉ có thể dùng tiền của nhà đầu tư, không dại gì, ông dùng tiền túi của ông để đem đi đốt. Những động thái gần đây của VinFast tại thị trường quốc tế như lùi lịch bàn giao xe tới cuối tháng 2, tái cấu trúc hoạt động tại Mỹ và Canada, v.v. đã thu hút sự chú ý của giới quan sát và truyền thông quốc tế. Kênh truyền hình CNBC của Mỹ đã đặt câu hỏi với bà Lê Thị Thu Thủy, giám đốc điều hành của VinFast. Bà Thủy cho biết vẫn đang theo đúng lộ trình sản xuất ô tô vào năm 2024, dù công ty vừa tái cấu trúc hoạt động tại Bắc Mỹ. Bà Thủy nói, chúng tôi đang trong quá trình chuẩn bị mặt bằng cho nhà máy tại Mỹ. Dây chuyền sản xuất sẽ khởi động vào đầu năm 2024 như kế hoạch trước đó. Công suất ban đầu của nhà máy là khoảng 150.000 xe mỗi năm. Những gì bà Thủy nói là những thứ sẽ xảy ra trong tương lai. Nó có thể xảy ra nếu VinFast IPO hút được vốn tại Mỹ và không thể nếu không hút được vốn. Cho đến giờ này, vốn vẫn chưa có, trong khi VinFast cho cắt giảm quy mô tại Bắc Mỹ, thì không biết liệu khả năng VinFast có tiếp tục theo đuổi kế hoạch được nữa hay không. Bà Lê Thị Thu Thủy nói như thế, nhưng tin hay không là quyền lựa chọn của nhà đầu tư. Đây là hình ảnh, nếu VinFast có triển vọng, thì tại sao ông Phạm Nhật Vượng lại khóa két sắt lại? Mới đây, tờ báo Bloomberg trích lời bà Lê Thị Thu Thủy cho biết ông Phạm Nhật Vượng không có kế hoạch đầu tư tiền cá nhân vào hãng xe điện này. Ông Vượng hiện có tài sản 4,1 tỷ đô la và là chủ tịch của Vingroup, tập đoàn hoạt động đa lĩnh vực bao gồm bất động sản, công viên giải trí và giáo dục. VinFast được thành lập vào năm 2017 bởi ông Vượng và tới tháng 9 năm 2022, các chủ sở hữu và bên cho vay của nhà sản xuất xe điện này đã đầu tư khoảng 7,5 tỷ US đô la để tài trợ cho chi phí hoạt động và chi phí vốn. VinFast đã lỗ tổng cộng 1,3 tỷ đô la vào năm 2021 và lỗ tiếp 1,5 tỷ đô la trong 9 tháng cho tới ngày 30 tháng 9 năm 2022, theo hồ sơ nộp lên SEC trước thềm kế hoạch IPO tại Mỹ. Hồ sơ cũng cho biết công ty dự tính tiếp tục báo cáo lỗ hoạt động và lỗ ròng ngắn hạn, còn dài hạn có lời hay không thì chưa có gì đảm bảo. Cho tới nay, VinFast vẫn đang tiếp tục lỗ, nghĩa là VinFast vẫn đang đốt tiền. Ông Phạm Nhật Vượng thì quyết định khóa két sắt, không rút tiền cá nhân để quẳng vào VinFast nữa, mà dùng tiền của nhà đầu tư để đốt. Vậy câu hỏi đặt ra cho các nhà đầu tư đang giao tiền thì VinFast rằng, ngay cả ông Phạm Nhật Vượng cũng khóa két sắt, thì tại sao quý vị lại cứ vung tiền cho VinFast đốt đây? Hay là các quý vị biết rõ về sức khỏe tài chính của VinFast hơn ông Phạm Nhật Vượng? Câu hỏi đang cần có sự trả lời. Đây là hình ảnh con đường sinh lợi còn quá xa của VinFast. Hiện tại, số người Mỹ gốc Việt yêu nước theo kiểu của Vin chắc không ít. Có thể những người này dốc hầu bao ra để mua cổ phiếu của VinFast. Tuy nhiên, đây là kênh bạc đầy rủi ro. Nếu chắc chắn có lời thì không đời nào ông Phạm Nhật Vượng lại khóa két sắt như thế được. Hành động khóa két sắt của ông Phạm Nhật Vượng là một cách quản lý rủi ro cho khối tài sản kích xù của ông ta mà thôi. VinFast sẽ tàn nếu không huy động được vốn trên thị trường
chứng khoán tại Mỹ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Lò đốt đô VinFast đói củi, Vượng Vin khóa két, ngày tàn của VinFast sắp đến. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d.